bí mật bãi Tư Chính, Nga âm thầm bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia có quy mô trung bình, nhưng do vị trí địa lý và nguồn gốc lịch sử, nên nhiều cường quốc trên thế giới đã va chạm với nước ta với nhiều mục đích khác nhau. Người Mỹ đã thiệt hại hơn 58.000 binh lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, một kỷ lục do Mỹ thiết lập trong các cuộc chiến tranh ở nước ngoài mà vẫn chưa bị phá vỡ. Chiến tranh Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới đương đại. Như ông Nguyễn Kế Hoàng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng phát biểu rằng, ngoại giao của Việt Nam thường liên quan đến các cường quốc mô hình thế giới, tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trò chơi ở châu Á-Thái Bình Dương, trò chơi ở Biển Đông là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Biển Đông luôn là nơi nhiều quốc gia thèm khát, trong đó không thể không nhắc đến ông bạn láng giềng phương Bắc, đó chính là Trung Quốc. Từ nhiều năm trở lại đây, ngày càng thể hiện sự ngang ngược của mình ở Biển Đông. Bản đồ đường lưỡi bò của họ liếm đến đâu là cho tàu thuyền của họ chạy tới đó để quấy nhiễu, khẳng định trục thuyền một cách vô lý. Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ, ta sẽ thấy hành động của Trung Quốc chủ yếu là cho tàu thuyền vào quấy phá, ép Việt Nam chúng ta phải ra tay trước để lấy cớ dùng vũ lực. Một quốc gia có tham vọng bành trướng như Trung Quốc cũng hiểu rằng mình không được thế giới ủng hộ nếu dùng vũ lực để chiếm đóng các khu vực ở Biển Đông, không khác gì hành động tự sát. Thế nhưng mới đây để giải thích cho việc tại sao Trung Quốc không thể dùng vũ lực với Việt Nam ở Biển Đông. Trên trang báo của Trung Quốc 163.com đã có một bài viết cho rằng chính Nga mới là quốc gia đang ngăn cản Trung Quốc làm điều này. Nếu không có Nga, Trung Quốc đã đánh Việt Nam ra bã. Đây là một bài viết thể hiện sự ngông cuồng của Trung Quốc. Đồng thời ta cũng sẽ thấy được truyền thông của họ đang ảo tưởng như thế nào. Vậy nội dung bài viết là những gì? Có phải thực sự Nga đang giúp Việt Nam trên Biển Đông để chống lại Trung Quốc hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video ngày hôm nay. Mở đầu bài báo thì tác giả cho rằng Việt Nam chúng ta mới là quốc gia gần đây có những hành động hiếu chiến ở Biển Đông, chứ không phải họ. Trang tin này viết như sau. Việt Nam thời gian gần đây liên tục gây rắc rối ở bãi Tư Chính, công khai đối đầu với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam là phe hữu chiến, luôn thích khiêu khích Trung Quốc. Trung Quốc luôn muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng có một quốc gia không biết trời cao đất dày là gì. Muốn thách thức làn danh đỏ của các cường quốc, lấy Việt Nam là một ví dụ. Tuy đã từng nếm trải thất bại khi bị Trung Quốc đánh cho tan nát, nhưng có vẻ Việt Nam vẫn không chịu ghi nhớ bài học này. Việt Nam vẫn ảo tưởng thách thức nước lớn. Lần này Trung Quốc phải dạy Việt Nam một bài học, nếu không thì Việt Nam sẽ không biết mình đang đứng ở đâu. Việt Nam đã cử nhiều tàu tới bãi Tư Chính. Nhiều tàu chiến cũng xuất hiện ở gần đó. Dường như ý định của Việt Nam là răn đe vũ lực kế đó, thì tác giả tiếp tục nhận vơ rằng bãi Tư Chính là của Trung Quốc, có những lời lẽ sẽ khoa trương sức mạnh nhằm đe dọa Việt Nam. Chúng ta và trang tin này lại viết tiếp, ai ai cũng biết bãi Tư Chính là một phần lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc từ thời cổ đại, nhưng Việt Nam vẫn hết lần này đến lần khác gây rối và nhận đó là lãnh thổ của họ. Việt Nam thấy Trung Quốc dễ ức hiếp lắm hay sao? Để biểu dương sức mạnh của một nước lớn và bảo vệ lãnh thổ của mình không bị xâm phạm, Trung Quốc phải dạy cho Việt Nam một bài học để họ nhớ lâu. Chỉ cần một lệnh 80 tàu chiến của quân đội Trung Quốc sẽ luôn sẵn sàng tới bãi Tư Chính. Nếu Việt Nam muốn làm tới thì Trung Quốc cũng sẵn sàng chiến tới cùng. Nếu Việt Nam vẫn cứng đầu thì e rằng một cuộc chiến sẽ phải xảy ra. Một khi tàu chiến của Trung Quốc tiến tới bãi Tư Chính thì quốc gia lớn như Hoa Kỳ cũng phải e sợ, chứ chưa nói gì đến một nước nhỏ như Việt Nam. Nếu không có Mỹ chống lưng thì làm sao một nước như Việt Nam dám khiêu khích nước ta? Trung Quốc chỉ muốn Việt Nam hiểu và mau chóng rút tàu cùng giàn khoan của mình, nếu không Trung Quốc sẽ không bao giờ nương tay. Trung Quốc sẽ buộc phải dùng vũ lực để phá hủy chúng, có thể thấy ngay từ phần mở đầu bài viết này, tác giả đã có hiện tượng bị ảo giác và lục ngôn, không biết là Trung Quốc dựa vào tài liệu nào để nói bãi Tư Chính là của họ. Nhưng mà luật pháp quốc tế thì đã chỉ rõ là bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế cũng như là thềm lục địa của Việt Nam. Yêu sách đường lưỡi bò đã bị tòa án quốc tế bác bỏ, mà phía Trung Quốc vẫn dùng nó phân tích địa chính trị như thế này thì thật là cũng báo tay với khu vực. Giàn khoan DK1, trong đó có bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Tính từ đường cơ sở của Việt Nam và thềm lục địa phía nam của Việt Nam, đây là vùng biển được hoạch định. Theo Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc, vùng biển này không tranh chấp với nước nào, lại càng không có tranh chấp với Trung Quốc. Việc Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò chiếm gần như hoàn toàn vùng biển của Việt Nam, biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam
thành vùng tranh chấp là hoàn toàn phi pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận. Mấy bản đồ của Trung Quốc đưa ra thật ra chỉ là điều lẻ công dân trong nước, chứ không phải được luật quốc tế công nhận, và phải công nhận rằng Trung Quốc mị dân tẩy não về vấn đề lịch sử rất tốt, nên tác giả có thể tự tin nói rằng Việt Nam từng bị Trung Quốc đánh bại. Khả năng cao là phía Trung Quốc đang cố ý nhắc lại cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà lúc nào họ cũng luôn nói rằng Trung Quốc đã có thể chiếm lấy lãnh thổ nước ta vào thời điểm đó, nhưng họ chỉ muốn dạy cho Việt Nam một bài học rồi rút quân. Sách lịch sử Trung Quốc ghi vậy, thì tác giả chỉ biết tới vậy. Có thể nói có thể thông cảm cho họ hiểu biết hạn hẹp này, nhưng cũng phải đính chính lại rằng quân đội Việt Nam đã đánh đuổi giặc ngoại xâm trong cuộc chiến đó, khiến cho quân đội Trung Quốc phải vắt chân lên cổ mà chạy về nước. Chính Việt Nam dạy cho Trung Quốc một bài học, chứ không phải là ngược lại. Những sự thật lịch sử là không thể bóp méo hoặc đảo ngược cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Năm 1979 là cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia. Còn việc tác giả cho rằng hành động của Việt Nam ở bãi Tư Chính là thách thức lằn danh đỏ của cường quốc, thì thật là khó nuốt thách thức ở đâu. Khi mà chúng tôi đạp giàn khoan trên các vùng đặc quyền kinh tế của mình, mọi thứ đều tuân thủ luật pháp quốc tế, chính Trung Quốc mới là kẻ thích gây chuyện. Nếu đây là lằn danh đỏ, thì nó phải là lằn danh của Việt Nam. Bài viết trên trang 163 có những lý giải về hành động của Việt Nam mà họ gọi là ngang ngược, đều có những tính toán của chúng ta. Họ cho rằng Việt Nam không chỉ nhận được sự chống lưng của Mỹ, mà phía sau còn có Nga, cho nên Việt Nam mới làm càn như vậy. Cụ thể bài viết như sau, khi biết hạm đội của mình sẽ rất có thể bị quân giải phóng Trung Quốc nghiền nát, Việt Nam đã phải tìm cách giảm xung đột. Hồi tháng 7 thì Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đích thân sang Trung Quốc để hòa giải mâu thuẫn. Ngoài ra thì họ cũng tích cực liên lạc với Mỹ để kiềm chế chúng ta. Với sự tích cực của Việt Nam, xung đột đã được cơ bản kiềm chế. Tuy nhiên Việt Nam vẫn trơ cháo, chưa chịu trả lại bãi Tư Chính cho Trung Quốc. Đó hoàn toàn là những hành động nói một đằng làm một nẻo. Nhưng sở dĩ Việt Nam vẫn kiên trì như vậy, không chỉ vì họ có được sự chống lưng của Mỹ, mà đằng sau đó còn có sự hậu thuẫn của Nga, một con sói mất trắng khác, lúc nào cũng tuyên bố mình là bạn với Trung Quốc. Nhưng đằng sau lại âm thầm giúp đỡ các đối thủ khác, các đối thủ chống lại lợi ích của chúng ta. Trong hai thập kỷ vừa qua, quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc tốt đẹp. Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ nhau và trao đổi nhiều vấn đề quốc tế quan trọng hai bên, luôn thúc đẩy mối quan hệ này, nên quan hệ đồng minh đáng tin cậy khi Nga mở chiến dịch quân sự Ukraine mà gặp phải vô vàn những khó khăn. Trung Quốc đã thường xuyên giúp đỡ. Trung Quốc không chỉ phản đối các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây, mà còn hỗ trợ Nga rất nhiều về mặt kinh tế và chính trị như chúng ta đã mua rất nhiều dầu khí và khí đốt của Nga, vốn họ không thể bán được cho phương Tây. Do lệnh cấm vận từ Liên minh châu Âu-Mỹ, họ cũng sản xuất và cung cấp ra thị trường Nga rất nhiều sản phẩm cần thiết mà người dân Nga không thể mua được từ thị trường phương Tây. Những nỗ lực này của Trung Quốc đã góp phần giúp Nga ổn định kinh tế, chính trị, giúp Nga có thêm thời gian và sức mạnh để đối đầu với kẻ thù. Tuy nhiên đáp lại, Nga vẫn muốn quay lưng với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, gây ảnh hưởng lớn đến những sách lược của chúng ta. Hơn 10 năm qua, Trung Quốc luôn thúc giục Nga có những tuyên bố ủng hộ mình với vấn đề Biển Đông. Tuy bề ngoài Nga cũng ủng hộ đàm phán song phương, nhưng thực tế Nga cũng muốn chen chân vào đây để tìm kiếm lợi ích trong khu vực. Không chỉ vậy, Nga còn là quốc gia đang âm thầm giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Khi nói tới xung đột trên Biển Đông, người ta thường nghĩ rằng là vùng tranh chấp riêng Trung Quốc với Việt Nam và Philippines gần đây thì có thêm Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ có những tác động đáng kể tới tình hình Biển Đông. Trên thực tế thì Nga mới là quốc gia có những hành động lớn nhất, tác động lớn nhất và khó đối phó nhất bởi vì họ chỉ âm thầm đứng sau những hành động của Việt Nam. Rồi tờ báo này lại liệt kê những danh sách màn hợp tác của Việt Nam với Nga trên Biển Đông khiến cho Trung Quốc khó chịu. Tác giả tiếp tục viết đầu tiên, Nga đã hỗ trợ Việt Nam có những trang bị khí tải quân sự hiện đại hơn. 10 năm trước, Việt Nam luôn là bên yếu thế trước Trung Quốc mỗi khi hai nước có đối đầu trên Biển Đông, vì họ rất ít khi có khí tải quân sự và tàu chiến hiện đại có thể hoạt động trên khu vực biển rộng lớn này. Việt Nam có lúc hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trước sức mạnh của Trung Quốc, do đó mà Việt Nam cũng hạn chế tránh cách xung đột không cần thiết, chủ yếu là va chạm nhẹ giữa các tàu tuần tra giữa hai bên. Tuy nhiên hơn 10 năm trở lại đây, mọi chuyện đã thay đổi, Nga liên tục cung cấp cho Việt Nam những trang thiết bị hiện đại,
đầu tiên là 6 tàu ngầm lớp Kilo, sau đó là hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, 4 tàu hộ vệ, tên lửa đều là những phiên bản xuất khẩu tốt của Liên bang Nga. Đồng thời, Nga cũng còn cung cấp cho Việt Nam hợp đồng chuyển giao công nghệ để Việt Nam tự đóng mới 18 con tàu tuần tra tên lửa lớp tia chớp. Mặc dù tàu chỉ có trọng tải nhỏ khoảng 800 tấn, nhưng được đánh giá là một lớp tàu rất nguy hiểm. Cho đến nay, Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được 8 chiếc. Tất cả những trang thiết bị khí tài này đều góp phần nâng cao sức mạnh cho Hải quân Việt Nam. Tuy là vẫn khập khiễng hơn so với sự vượt trội của Trung Quốc, nhưng nó cũng có khả năng tạo ra sức răn đe lớn đối với Hải quân Trung Quốc trong hoàn cảnh tác chiến gần với vùng biển của Việt Nam hơn. Khu vực bãi tư chính chỉ cách Việt Nam 350 km, trong khi cách Hải Nam Trung Quốc tới 1.500 km. Trong hơn 10 năm trước, Việt Nam vẫn nằm trong các nhóm quốc gia chịu lệnh trừng phạt, cấm vận quân sự nghiêm ngặt của Mỹ. Nếu không có Nga cung cấp, thì cũng sẽ không có quốc gia nào dám đứng ra đảm bảo cho Việt Nam có được những loại vũ khí tiên tiến như vậy. Nếu không có sự hậu thuẫn của Nga thì Hải quân Việt Nam hoàn toàn sẽ giống như Philippines, mong manh như những tờ giấy, làm sao dám kiêu ngạo, khiêu khích Trung Quốc. Nga cũng âm thầm hỗ trợ Việt Nam khai thác trồng dầu Trung Quốc kể từ năm sau khi họ phát hiện những diễn dầu lớn ở khu vực bãi tư chính Việt Nam đã trèo kéo rất nhiều quốc gia khác cùng tham gia khai thác, bao gồm Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, dưới áp lực của Trung Quốc, thì Ngoại trưởng Nga lần lượt những ông lớn kia đều phải rút lui. Năm 2016, công ty dầu khí Nga đã ký hợp đồng thăm dò và khai thác một số lô dầu ở khu vực bãi tư chính năm 2018. Trước áp lực từ Trung Quốc, công ty dầu khí của Nga đã phải rút lui. Tuy nhiên, ngay sau đó, công ty dầu khí gặp bếp nắp do nhà nước Nga kiểm soát, đã mua lại hợp đồng và trở thành kẻ đứng sau những hành động gần đây của Việt Nam như đập giàn khoan tại bãi tư chính. Hợp tác năng lượng chính là điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Nga. Trong đó thì dầu khí đóng vai trò then chốt trong sự phối hợp hành động của hai quốc gia này ở Biển Đông. Chính như những công ty dầu khí có bàn tay của chính phủ Nga đến sau đã cản trở quyết tâm của Trung Quốc trong việc phá hủy các giàn khoan và thu hồi bãi tư chính bằng vũ lực ngoài bãi tư chính. Trong 20 năm qua, nhiều công ty dầu khí của Liên bang Nga đã cùng với Việt Tô triển khai một loạt các dự án thăm dò khai thác dầu ở vùng biển Nam của Trung Quốc, chẳng hạn như tài mỏ Bạch Cổ Bề Cửu Long, đều được khai thác bởi liên doanh Việt Sô Cô hay là mỏ Lan Tây Lan Đỏ, thì công ty dầu khí Z của Nga khai thác điểm mấu chốt là các khu vực khai thác dầu của Việt Nga đều nằm trong đường chín đoạn của Trung Quốc. Nếu để Việt Nam và Trung Quốc solo, thì cách tiềm lực thần của Trung Quốc có thể dễ dàng đánh bại Việt Nam, phá hủy các giàn khoan để thu hồi các vùng biển của mình ngay lập tức. Tuy nhiên, với sự liên đới của Nga, muốn dùng vũ lực ở Biển Đông sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang rất căng thẳng. Nếu Trung Quốc ngưng mua dầu thì Nga không có tiền để chi cho quân đội. Nga nên biết ơn Trung Quốc, nhưng mà người bạn này vẫn cho thấy lập trường đứng về phía Việt Nam. Trung Quốc phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để tạo sức kết buộc Nga phải rút ra khỏi các dự án ở Biển Đông. Thậm chí Trung Quốc có thể xem xét cho các công ty dầu khí của Nga để họ rời đi thì việc lấy lại Biển Đông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, cho dù vẫn phải chịu áp lực quốc tế thì Nga vẫn chưa chắc đồng ý hành động của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc và Nga dù đang có dấu hiệu như đồng minh, nhưng Nga chưa bao giờ thực sự muốn thấy một Trung Quốc lớn mạnh. Trong những năm qua, người Nga vẫn nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ không giúp cho đất nước họ thu lại lợi ích gì. Ngược lại, đó có thể là đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Do đó, Nga vẫn muốn giữ lại cho mình một đồng minh lâu đời như Việt Nam. Những gì Nga đang làm với Trung Quốc ở Biển Đông là không tử tế một chút nào. Trên đây là toàn bộ bài viết của trang 163.com về vấn đề Nga đã giúp Việt Nam ngăn chặn Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông như thế nào. Có thể thấy những dẫn chứng mà tác giả Trung Quốc đưa ra khá là chính xác, ngoại trừ việc họ vẫn cố chấp nói rằng bãi tư chính thuộc về Trung Quốc và Việt Nam đang khai thác dầu khí ở vùng biển thuộc chủ quyền của nước họ. Cũng phải nói thêm rằng là mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam đã được xây dựng từ thời Liên Xô nên mới có thể được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Nga hiện tại giúp Việt Nam thì cũng là giúp chính họ không bị cô lập. Việt Nam sẽ hỗ trợ kế hoạch xoay trục sang châu Á của Nga, nâng cao mối quan hệ giữa Nga và ASEAN. Bởi vậy, Nga không phải là giúp đỡ không công cho Việt Nam. Lập trường của Nga luôn là một bên ngoài cuộc và không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Tác giả cho rằng Nga không chịu tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Dù nhiều lần bị thúc ép là vô ơn,
như một đường lưỡi bò sai trái giành giành thế kia thì làm sao Nga công nhận được? Vì khi nói về chủ quyền lãnh thổ là phải rõ ràng, Việt Nam rất cứng rắn trong vấn đề này. Nga chắc chắn cũng biết điều đó. Nga bán vũ khí và cùng Việt Nam khai thác dầu ở Biển Đông, nhưng ngược lại cũng ký kết nhiều hợp đồng với Trung Quốc. Không thể nói là Nga đang kiểm tỏa Trung Quốc. Để tái cân bằng lại hệ thống thì Nga đã liên kết với Trung Quốc để đối phó với mối đe dọa của cả hai là sự bành trướng của khối Na ở Đông Âu đối với Nga và chính sách bành trướng châu Á của Trung Quốc. Nói một cách khác, Biển Đông là một phần trong chiến lược lớn của Nga, nhằm thể hiện rằng Moscow không chống lại các lợi ích của Bắc Kinh và sẵn lòng thể hiện một chút ủng hộ. Trong khi đó, chính sách khoanh vùng khu vực giúp bảo vệ các lợi ích kinh tế của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp Moscow thu lợi nhuận trong các mảng năng lượng, hạ tầng và bán vũ khí. Bằng việc củng cố quan hệ với Việt Nam, Nga đã tạo ra một thế cân bằng lợi ích sức mạnh ở Biển Đông và mở đường cho việc hợp tác với các nước ASEAN. Điều đó lý giải vì sao Nga không phản đối chính sách của Trung Quốc, nhưng vẫn tỏ ra đồng cảm với những lo ngại của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Giới phân tích cho rằng, hai chiến lược của Nga tại Biển Đông đến nay vẫn rất hiệu quả, không xung đột lẫn nhau. Việt Nam vẫn rất cần mối quan hệ với Nga để tiếp cận với vũ khí, kỹ thuật và tránh bị vùi dập trong cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ. Còn đối với Trung Quốc, việc Nga giao du với Việt Nam có vẻ chống Trung Quốc, nhưng thực tế đã giúp Bắc Kinh giải quyết mối lo ngại các nước siết chặt quan hệ hơn với Mỹ. Việc tác giả Trung Quốc nói rằng nước họ không dám dùng vũ lực để giành lấy bãi Tư Chính là vì ở đó có sự hiện diện của Nga thì cũng đúng một phần. Nhưng nếu Trung Quốc không sợ Nga đến mức độ đó, nếu bãi Tư Chính không được quốc tế công nhận của Việt Nam thì họ đã cho tàu chiến ra bắn phá lâu rồi và chắc chắn họ không thể chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Điều nói Trung Quốc sợ là sợ cả thế giới chứ không phải là mình Nga. Nhắc lại một lần nữa là bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc về Việt Nam, không có vùng tranh chấp nào ở đây. Còn đối với những tranh chấp thực tế trên Biển Đông, đó là một vấn đề về luật biển. Vấn đề pháp luật phải giải quyết bằng luật pháp, đó là chuẩn mực hành vi cơ bản của thế giới văn minh. Tranh chấp lãnh thổ hàng ngày không thể giải quyết dựa trên sức mạnh, đó chỉ là cách làm của chủ nghĩa bát quyền, đó là tàn tích của lối tư duy bộ lạc. Các bãi đá, bãi cá ở Biển Đông đều có chồng lớn chủ quyền thì vẫn có thể dùng luật để nói chuyện. Nếu thực sự về pháp lý mà có chủ quyền không thể tranh cãi thì Trung Quốc đã dùng vô lực thu hồi từ lâu. Làm gì có chuyện để nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc? Chính vì có tranh chấp các bên mới phải ngồi xuống đàm phán, mới phải hoạch định ra UNCLOS, mới phải ký DOC. Đường lưỡi bò của Trung Quốc hoàn toàn sai trái, không hề có một chút căn cứ nào cả, nên cũng không có vùng tranh chấp nào ở đây. Không có tranh chấp thì làm gì có đàm phán. Trung Quốc dù lớn mạnh nhưng không có thực lực để xưng hùng xưng bá trước cộng đồng quốc tế. Dù có đi nữa thì trong thế giới phẳng hiện tại, chính phủ Trung Quốc cũng không thể dễ dàng dùng vũ lực một cách ngu xuẩn. Còn quý vị, nghĩ sao về bài báo này xin để lại dưới bình luận. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.